Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 33 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định, quyết định mới của Chính phủ còn bổ sung hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật Cụ thể điều kiện hỗ trợ là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1 2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% ở quyết định trước là 15%, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1 2021. Một trong những nội dung khác được sửa đổi bổ sung tại quyết định mới là thủ tục đề nghị hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Quyết định mới cũng sửa đổi bổ sung một số quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp như phải điều trị covid mười chín cách ly y tế trong các khu vực bị phong tỏa không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch covid mười chín do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch covid mười chín địa điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của chỉ thị số mười sáu hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Thứ nhất, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 5 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 5 2021 đến ngày 31 tháng 12 2021. Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, quy định mới bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Theo đó, đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng cho một người.